Nhưng đọc bốn câu này rồi mình sẽ thấy rõ ràng những cái chuyện thầy đã nói ra hết. Không phải là mình đọc nói đây là nó siêu trơn, nhưng mà cái chuyện có thiệt rồi mình mới có nói. Chiến tranh có rồi nè, dịch bệnh có rồi nè, ha, rồi sụp đất tâm thần có rồi nè, cái chuyện nó có rồi chứ đâu phải thiên cơ. Thiên cơ là thầy nói hồi lúc trước thì hồi năm tám mấy năm nay rồi, nhưng mà lúc trước mình nói là thiên cơ là bị chưa tới. Còn cái chuyện này bữa nay nó tới rồi là mình nói sự thật ra để cho bà con mình nghe, mình thấy cái cảnh khổ. Mà đức thầy nói thôi thôi cảnh khổ hầu gần, thầy nói hồi năm 39 đến năm nay là 85 năm rồi, hầu gần bây giờ là tới rồi chứ không còn gần nữa, bây giờ là tới rồi. Đó cái gì đó, cái bây giờ khổ não đến đời là đây, thời kỳ là thời kỳ khổ não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin để cho mọi người dịch thầy là Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính chào tất cả đồng đạo, nam nữ trẻ già trong nước, ngoài nước thân mến, và cộng đồng mạng, và các vị cao minh, cao đồ của tổ thầy thân mến. Nắng nóng, thời tiết cực đoan, và hai nữa là cái tại sao mà có bước qua năm thìn rồi có nó có cái hiện tượng nó nhiều cái lạ kỳ như hơn hồi trước. Cũng như là hồi trước bây giờ thì mình bình thường, nước ngâu đầy đủ, mà không có sập nhà sập cửa, không có lâu lâu một hai năm nó có mưa đá lần. Nhưng năm nay mới cái tháng này mà bây giờ đưa mưa đá là 4 năm 5 chỗ rồi đó. Mà bây giờ nói như cái bây giờ miền Bắc đi, miền Bắc bây giờ đó, Phú Yên là ngoài đó, bây giờ là hiện tượng đó, nó diễn biến là nó khác thường mỗi năm. Bởi vì đức thầy có nói đó, dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai, đó là cái sự lai chuyển, tức là thay đổi của tạo hóa. Bởi vì thầy cũng cho biết là trời giông gió xé mùa xé tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, nay khổ lao phó đứng không ngồi, lúc đó con buồn lòng ơ ngẩn. Mà như ông ba mà thấy đó, ổng cũng nói cho mình biết cái chuyện mà thời tiết nó thay đổi. Ông mới nói, ông ba mới nói là đời đà tận thế vậy mà, mùa nam gió bắc, đông mà gió tây, mái trời nay đã đổi xây, công danh chỉ có hội này mà thôi. Đó là cũng như ông sư giải với thầy cũng nói cho mình biết là cái chuyện thay đổi của thời tiết. Thời tiết nó thay đổi thì nó đi nghịch với cái ngũ hành, có nghịch lại với cái là bát quái ha. Đó, thành ra cái hiện tượng đó mới trở nên là cái mưa gió bất thường, rồi xảy ra cái chuyện nắng nóng cực đoan. Đó, thế giới bên ngoài khoa học nó cho là nắng nóng, nắng cực đoan đó. Cực đoan là nóng quá gắt, rồi nói con người hít vô nhiều khi nó sinh ra bệnh hoạn, cái không khí nóng mà. Đó. Rồi bởi vì cái thời tiết bây giờ đó, chiến tranh nó nổ quá rồi, tên lửa nó bắn quá rồi, nó bay ba cái khói thuốc ra đó. Cái người nào hít hơi đâu trong đó rồi, nếu có sức khỏe tốt thì nó cũng viêm cái cổ họng. Nó rồi nó hay viêm vào cái phổi. Thành ra cái nắng cộng với cái nắng nóng này, cái nữa hai cái nó cộng lại, thành ra con người hay sinh ra bệnh hoạn. Đó. Mà thầy cũng có cho biết là bởi thời thế chuyển xây biến thể. Đó, chuyển xây biến thể rồi đủ thứ hết, thành ra con người mới sinh ra bệnh hoạn. Mà bây giờ ở ngoài Phú Yên nè, Hà Nội nè, bây giờ cái trận là mưa đá ngoài đó, mưa đá cái cục nọc đấy là bằng cái trứng gà vậy, bằng trứng vịt vậy nè. Nghĩa là nhà của người ta mà lợp lớp rô là cái như lủng 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 lỗ hết trơn, tanh banh hết trơn đó. Rồi là mưa đá rồi là có một cái thời gian 28, 29 đó là bỗng cái trời là nó 10 giờ rưỡi trưa mà bỗng nhiên trời chuyển mưa rồi tối sầm luôn, như là bằng đêm luôn. Đó, có ngày 28 tháng rồi đó. Rồi là trong nhà cũng phải đốt đèn lên, cũng như bằng đêm luôn. Rồi xe chạy rồi phải bắt đèn lên, nó chạy mới được. Đó.
Thành ra cái chuyện này hồi nào giờ chưa có, nhưng mà bây giờ nó có xảy ra như vậy thì nó có cái lạ thường hơn cái mấy năm trước mà Đức Thầy đã cho biết rồi. Đức Thầy nói dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai, ở dương thế này luôn lúc nào cũng có sự thay đổi. Chuyển lai tức là thay đổi. Hồi đó y mái bây giờ là cũng có cái chỗ dịch bệnh sóng thần hay là bão lụt, nó là ngoài miền Bắc là 900 căn nhà bị tốc mái, có một số bị sập, rồi những cái trường chạm đồ là cũng bay là thiết đi luôn. Gió dữ dằn hay không? Cái nhà đều yếu là sập luôn đó. Rồi hoa màu 2.200 hecta hoa màu rẫy bái là ngô đồ là bị hư hại. Mưa thì bị ngập lụt, bị hư hại, rồi gió là gãy cây đó. Rồi Yên Bái mình nè, 800 căn nhà là bay tốc mái nè, rồi đâu 1.000+ cái hecta với lại cái công trình của nhà nước đó, với cái mà là hết mấy chục cái đó là bị tốc mái. Thành ra cái chuyển lại thay đổi là cái sự của nắng nóng cực đoan, rồi có gió máy không có thuận mùa thuận tiết, sinh ra là bão lụt, mưa gió bất thường, rồi có dông bão nữa. Nó như Cà Mau mình đó là khô hạn mà lại là cái nhà ven biển là sập là hết mấy chục cái, là đài nó báo là cái thiệt hại là hết khoảng 10 tỷ. Ghê quá ha. Rồi á, mình gần đây là cái Long An bây giờ cái nước dưới sông này còn chút ít thôi, chứ lòng sông thôi, còn cá dắt nắng nóng lên 10 giờ 11 giờ là cái như cá nó nhảy lên bờ hết trơn. Nó nóng quá rồi chịu nổi, nó nhảy lên bờ chết trắng giả hết trơn. Thành ra bây giờ ở chỗ Long An chỗ đó cũng khi nước cái kinh là nó cạn nước, không chưa có hết nhưng mà nó cạn nước, thành ra nước nóng quá cá nó không có sống được, nó nhảy lên bờ chết đó. Rồi cái Cần Thơ đây nè, mới đây Cần Thơ nè, Cần Thơ hai lần rồi đó, một lần là sụp 3 căn nhà bữa hổm đó xuống sông. Rồi cái lúa người ta cắt ngoài đồng đó là vô đó, rồi cái đường xá cũng đúc đan đó cũng sụp xuôi luôn nữa, thành ra lúa cắt mà không có dưới sông thì cạn nước, trên bờ thì không có cái bị sụp rồi không có xe không có đi chở lúa sống gì được đó. Rồi Cần Thơ mới đây nữa là Cần Thơ Cờ Đỏ đó, nó là nứt đường lộ đó, nứt đường lộ 141 mét, mất bài sang thước mấy vậy nè đó. Như vậy đó, bây giờ xe cộ cũng không dám chạy nữa, sợ nó lúng bất tử đó. Mà cái hiện tượng lạ bây giờ cái đó, ví dụ nhà dưới sông cũng sập rồi phải chi nó lở xuống sông không nói, nhưng mà bây giờ không có lở xuống sông, nhưng mà nó sụp sụp xuống làm như đất này nó bọng ở dưới đó, hay là cái hang gì đó mình không biết, nhưng làm như cái nó bọng dưới rồi nó sụp xuống không à. Đó là sụp 3 cái nhà ở Cần Thơ đó, là nhà người ta cất cái mặt ngang bằng mặt lộ mà bây giờ sụp xuống là ông đo lại là sụp xuống 2 mét chữ. Đó sụp xuống vậy đó, làm như có cái hang hay là bọng gì dưới đó, nó sụp xuống không à. Thật ra hiện tượng này cũng thấy á, là Đức Thầy nói là cho mình biết á, là cái sự thay đổi của vũ trụ cái trái đất này đó. Mà Đức Thầy cũng nói cho mình biết là cái sự tuần hoàn của tạo hóa, mà ngài nói tuần hoàn thiên địa chuyển xây. Rồi như vậy còn đỡ sao nè, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn đó, hoàn cầu này chuyển xây rồi, trái đất này xây chuyển rồi, không có còn kết dính như hồi xưa nữa. Rồi ông mà thầy mới tỏ cho mình biết, gớm ghê cho chúng mơ phơi thay muôn ngàn. Rồi ông dặn mình nè, cái ngày nay á mà đạo đúng chẳng màng, không vô đạo mà tu á, rồi sao vũ có tiền ngàn khó mua. Tới chừng cái thời kỳ gặp tai nạn chiến tranh vậy đó, hay dịch bệnh á, rồi á là mình mới tu. Rồi cái người mà không tu bây giờ có tiền á, gặp cái đau bệnh á, thì mua cái công đức của người tu đi, ai đồng bán, thấy không? Không ai bán. Ta làm lạnh lắm giữ tu hành ta được qua cái tai nạn, ta không có bệnh hoạn, của mình bệnh hoạn mình mua tiền ngàn tiền tỷ lời mua, ta cũng không bán nữa. Nếu mua bán người ta hứng cái tai nạn ta chết, ta có hưởng được đâu. Bán ngày sau dù có tiền mà ngàn cũng có mua, biển sông lặn lội hơn chưa,
là biển sông, tức là ngài chỉ cho mình đi trong cái biển mê sông ngổ, sông khổ, đi trong cái danh, cái lợi, cái tình, cái quyền, cái thế, thì mà không lo tu thì sau này á, gặp cái chuyện chuyển xây của trời đất, biến thiên, sóng thần, dịch bệnh, bão lụt, thiên tai, thì mình không có khỏi qua cái tai nạn khổ đâu. Thành ra ngài cũng nói cho mình biết là sở dĩ cái tai nạn đến là do nên chúng sanh mình không có tu, nên Đức Thầy mới nói nè: đời quân hạ, hạ quân lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Là đây là cái thời kỳ này đó, là khổ não bây giờ đến rồi đó, đến đời là đây. Ngài mới nói là ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương đi lại qua thầy ở quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài khí của lụa thế ít gì. Ngài mới nói cho mình biết là trong quyển ba xem trần khó nổi vui cười đó. Bây giờ thế giới bên ngoài không bị cái giải ra, bây giờ là chết không biết bao nhiêu, bây giờ có thể là 10 nước đánh chỗ đó, thằng này bên kia, thằng kia bên nó, hai phe nhau bên nhau đó, nó quánh bây giờ tơ bờ chỗ đó. Mà bây giờ thằng Iran nó sụp qua thằng Israel, bây giờ Israel nó sụp lại nữa đó. Đó, bây giờ chiến tranh đó, nó gây sà nhậu nhau cho rồi. Thằng Nga nó binh lại cái thằng mà Hamas, thằng Iran nó binh Hamas, thằng Houthi nó cũng binh Hamas, rồi cái phe bên Trung Đông bê dưới kia nó binh Hamas, còn bên đây thì Mỹ, Pháp, Đức, Đức gì đó, ôi tùm lum cho nó binh phe thằng này, thành ra, thành ra nó quánh tùm lum nhau chân. Thành ra Đức Thầy cũng cho mình biết đó, là sau này sẽ dướng cái bà nhạn cái chiến tranh này dữ lắm. Chiến tranh rồi dịch bệnh rồi sóng thần dập sập đất, rồi còn cái cảnh mà đó khác nữa đó, mà thầy cho biết trước nha. Nhưng đọc bốn câu này rồi mình sẽ thấy rõ ràng những cái chuyện thầy đã nói ra hết, không phải là mình đọc nói đây là nó siêu cơ, nhưng mà cái chuyện có thiệt rồi mình mới có nói. Chiến tranh có rồi nè, dịch bệnh có rồi nè, rồi sụp đất sóng thần có rồi nè, cái chuyện nó có rồi đó, cũng đâu phải siêu cơ. Thiên cơ là thầy nói hồi lúc trước, hồi năm tám mấy năm nay rồi, nhưng mà lúc trước mình nói là thiên cơ là bây chưa tới, còn cái chuyện này bữa nay nó tới rồi, là mình nói sự thật ra để cho bà con mình nghe, mình thấy cái cảnh khổ. Mà Đức Thầy nói thôi thôi, cảnh khổ hầu gần, thầy nói hồi năm 39 đến năm nay là 85 năm rồi, hầu gần bây giờ là tới rồi chứ không còn gần nữa, bây giờ là tới rồi. Tới cái gì? Tới cái bây giờ khổ não đến đời là đây. À, thời kỳ là thời kỳ khổ não đó. Sở dĩ tôi chia sẻ qua thật tình theo giáo lý của thầy nói, rồi tôi nói theo thôi, chứ tôi cũng không có biết gì, cũng dựa qua kinh giảng của Phật, của tổ, của thầy, của thánh, của tiên nói để mình dựa theo đó mình nói ra, để cho bà con thấy cái cảnh mà ông Phật, con thánh, ông tiên biết ông nói trước gì vậy. Bây giờ nó có ngay gan rồi đó, những cái chuyện gì mà Phật, thánh, tiên nói là không bao giờ sai, không bao giờ không có. Có sớm với trễ mà thôi, chứ không ai không có. Nhưng mà nói ở đây cũng chia sẻ cho bà con chút chỗ này, để cho đặt cái niềm tin cho bè, cho tất cả đồng đạo mình. Có câu mà Đức Thầy nói đó: hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đo đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang nón đường nó bắt xé tan sát hồn. Cái câu này nói hoài mà chưa có thấy cọp beo hùm gấu, chưa thấy rắn rít chân, thành ra người ta mới không có tin. Rồi đi Đức Thầy đi vào Long Châu ra, nói ngoài ở hầm beo tay tưởng bộn bề lại thêm ác cứu mãn xà đế to, thì vì người ta không tin, ta nói đâu đây mà có hầm beo khéo bài bá láp. Nói thầy đó khéo bài bá láp chứ nghe theo làm gì, là không có. Rồi mấy ông núi trong núi cấm này nè cũng nói hổ lang ác cứu muôn bày, bây giờ tôi ở trong núi cấm này mà tôi kiếm bằng đêm xây mà đi săn một con heo rừng mà không có rồi. Cọp beo gì mà tôi là săn còn không có một con nữa mà ổng nó buông bày là sao, là người ta không có tin. Nhưng mà tại vì mình chưa có coi kinh sản qua giáo lý của Đức Thầy,
Đức thầy nói chuyện 10 năm có, 20 năm có, 30 năm có, 70 năm, 80 năm có mới tới. Có khi ông nói 100 năm sau mới có nữa. Là bởi vì cái câu nói theo cái thời kỳ. Đó, bây giờ sụp lắm, sống thần chiến tranh là có rồi nè. Thấy không? Đau bệnh có rồi nè. Đó, rồi thầy nói đau nhiều chứng gì thì có kể đó, kể từ nay đau khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổ xung dung, người bảo ác không toàn thân bạn. Câu này có rồi nè. Đúng rồi. Chứ không phải nói xin chi. Ha, cái chuyện này có rồi mới nói. Còn cọp beo á là ổng cho hay, ổng cho là hay có chứ không phải không. Nhưng mà chưa tới thời kỳ. Tới thời kỳ nó mới có. À, cái tới kỳ kỳ nào? Theo tôi biết á thì tới kỳ sấm nổ sắp lên. Bây giờ mình đương nè, chịu nè, sụp đất nè, sóng thần nè, bão lụt rồi, đói khát nè, dịch bệnh nè, nhà cửa cháy nè, thấy không? Đó, đương tới bời với cái này, cái kia chưa tới, chưa tới thời kỳ. Cũng như cánh hát mà hát ra thì đi theo màn lớp, màn lớp nịnh, màn lớp trung, màn lớp thề gì nó có hết, nhưng mà tới cái thời kỳ nó mới ra diễn, tới cái đợt nó, cái lúc nó mới ra diễn. Cũng như Đức Thầy nói cái câu này, hổ lang ác thú muôn bày, nhưng mà thời kỳ chưa có. Mà đến kỳ tài kỳ có là sấm nổ sụp lên mới có. Yeah. Đó. Cái chưa tới thời kỳ là mấy ông nói lối đâu đây mà có hòm beo. Khéo bài ba láp, ông nói ba láp và nghe theo làm gì. Nhưng mà chưa tới thời kỳ. Chứ ông Phật, ông nói nè, Đức Thầy nói nè, cho mấy câu, cho ông Xuân Biện Tên đó, hai câu chót đó, Thầy mới nói, mấy năm trí óc còn ghi, lời Thầy để lại, có gì sai không? Có cái câu nói nào mà sai không? Sở dữ ông nói chưa tới là chưa có thôi. Chứ còn cái này đó, là chừng nào sấm nổ lên, ông nói làm vậy nè, cọp, beo, hùm, gấu nè, chẳng những vậy thôi, còn ma dương, còn quỷ quái xuống nè. Đó, đây nè, tôi đọc cái tết thì sấm nổ là cái tết này mới vậy nè, ông Lâm Chào nổ lên tết rồi mới vậy nè, là sáng chưa cho mình biết nè. Ông nói á, sắp đến lúc đất trời gầm chuyển, nhân vật thai non biển đổ dời, sấm nổ rồi mới có hiện tượng này. Thấy người chết tợ bèo trôi, trong nhà quỷ khóc, ngoài trời ma rên, chúng ma nó kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào ắt bỏ tay ngay, cọp vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ nuốt nhai người đời. Đó, chừng sấm nổ xuống lên rồi bà con thấy chứ, bà con bây giờ nói mà ông Phận nói dốc không à, chừng đó bà con thấy chưa tới bằng lớp đó. Mà ông nói chúng ma nó kêu tên kêu họ, Nguyễn Văn Ổi 32 tuổi ngã cái bạch chết khỏi cần đụng mình. Tôi đây là bằng sự thật, là giảng kinh nói mà Đức Thầy cũng nói nè, nói sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, thấy không? Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Đó, đây là đó thầy nói ra với giảng sư nói ra, rồi tôi cũng chích ra đó tôi nói với bà con nghe. Chứ không để sao bà con nói đó, mà hổ lang đâu có muôn bậy vậy. Tới sấm nổ rồi không phải hổ lang ác thú không, mà còn quỷ dương xuống, còn ma quái xuống lộng hành nữa. Ở trong nhà quỷ khóc, ngoài trời ma rên, chúng ma nó kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào ắt bỏ thay ngay, rồi cọp vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ nuốt nhai người đời. Đó, tới kỳ rồi đó. Bởi vì ông Năm Chèo chưa nổi thì cái tớp này là con Năm Chèo chưa có ra. Chừng nào ông Năm này nhờ cha mà thức dậy thì các con cũng phải thức theo hết rồi. Đó là tôi chia sẻ bằng sự thật như vậy. Đó, nó biết tên biết họ mình, nó kêu mình là mình ngã cái bạch mình chết khỏi cần đụng mình. Đó, rồi còn có cái từ đời đó tới sau rồi cái thứ ma nó nhe răng cái mình thấy mình quản hồn mình chết chết luôn, ngã ngang chết luôn, khỏi cần đụng mình. Thành ra tới thời kỳ đó nó mới tới, chứ chưa có thời kỳ nó chưa tới đâu. Mà để chia sẻ sẵn để chia sẻ chua luôn, đặng cho nó hết, để cho bà con là nghe để mà tin tưởng. Đó, ông nói á, mãng xà rứt ở núp ẩn rừng xanh, lội bơi uống khúc hoành hành gớm ghê, kẻ ác đức chịu bề khói lửa, nổi bao đao binh trang chứa một bầu, từ đây đến chuyện không lâu, tu đừng mạnh yếu mà nặng sầu bên lưng. Nữa tới sau này còn ma quái, còn cọp beo hùng gấu nó mới dậy lên. Cái thời kỳ này chưa có, chừng sấm nổ sắp lên mới có. Thành ra cái thầy nói chia sẻ cho mình biết,
Bởi vì thầy dạy đạo đây á là cũng ba hạng người lận. Một hạng á thì chỉ dùng cái lời lẽ chánh pháp mà nói khuyên ra tu hành thôi, là người ta nghe ông Phật nói cái là biết giác ngộ tu hành. Rồi một dạng nữa thì ông nói là cho mình biết nếu không tu sau này sẽ gặp cái chiến tranh dịch bệnh, rồi cái người đó người ta thức tỉnh ta tu. Còn một dạng mê nữa đó thì nói cái hùm beo trai tượng bổn bề lại thêm ác thú mạng xài để to, cái dạng đó là cái người này mới tu. Vậy mà có người chưa tu nữa, nói tới đó cho mình biết tai nạn khủng khiếp tới đó vậy đó mà chưa tu. Bởi vậy á, ông giảng xưa có nói độ khôn độ có một xu, độ ngu độ tốn mấy lưu tiền đồng. Hết mấy lưu tiền đồng mà có người tu có người không tu nữa. Rồi độ khôn độ có một vòng, độ ngu độ hết mấy vòng kể kinh, không mấy chồng kể kinh rồi mà có người tu người không tu nữa. Thành ra ông tùy ra cái pháp mà để nói cho bà con ta tu. Nhưng cũng có ba bậc như vậy. Thành ra cái dạng này á, nói sấm nổ, xấu ăn năm chèo nói vậy, cọp tha hùm mà xấu bắt như vậy, người ta sợ. Cái dạng đó là cái dạng quá mê đó. Thành ra ông tùy theo cái giai đoạn mà dạy. Thành ra thầy cũng cho mình biết đó, là cái đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Bây giờ có chưa? Cái chuyện thầy nói rồi qua rồi đó, bây giờ có chưa? Xin thưa với bà con rạo, có rồi. Bây giờ tôi chỉ cái là thay nằm bằng non luôn, hơn cái non nó chứ đừng nói bằng non. Bây giờ tôi chỉ cái thế giới mình chịu cái dịch COVID-19 nè, tổng kê cái số thế giới này là 7 triệu người chết. 7 triệu người chết, bây giờ chắc mấy cái núi Sam, mấy cái núi Cấm. Chứ không phải 7 triệu người, chứ không phải là mấy chục ngàn người đó. Nhưng mà bây giờ sau này nó còn dữ hơn nữa không chứ? Sau này còn dữ hơn nữa. Sau này ông nói là nhìn vào đại nạn chúng sanh, quỷ thần còn phải bắt kinh với hồn. Thấy mình chết rồi là ông bắt kinh với hồn. Còn Phật không thấy dòm xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho hết. Thấy mình chết rồi đó, không có nước mà uống đó, là ông nói nè. Bây giờ ông ba nói nè: thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở mà niệm nhiều nam mô, thay không lấp để dậy phơi khô, không nước mà uống nam mô đậu nào. Đó, đó chừng á thì ông nói cái cảnh chiến tranh nè: nam bắc e hề đất trở thay, nhân vật 10 phần 2, 7, 8, thần tiên thấy vậy cũng trâu mày, là cũng nhăn mày, là hết hồn hết vía, thấy dân chết. Nam bắc e hề đất trở thay, chứ không có tàu bè nào mà chở nổi hết. Nhân vật 10 phần 2, 7, 8, thần tiên thấy vậy cũng trâu mày. Thần thánh không thấy gì ông cùng quản hồn ông cũng trâu mày, sanh chết quá chết. Đó là cái người tu không tu là chết từng lần hết. Ông còn hai anh sĩ ông nói câu này nè, ông nói là chết nào bằng chết ông hoàng, nhưng thua cái chết khô khan khí trời là không có nước uống hay sao? Không phải, nói gì không khí. Dạ. Khí trời tức là cái gió máy, cái khí thở mình đó. Nói sao ông chứ? Là cái chết nào bằng cái chết ông hoàng. Ông hoàng là gì? Ông hoàng là chiến bệnh. Dạ. Nhưng thua cái chết khô khan khí trời. Khô khan khí trời là nửa tên lửa nó bắn rồi, nó bắn lên rồi cái là ông biết Mỹ với Nga nó đụng với thế giới đụng cái rồi. Là cái bầu trời này là khói mù mịt hết trơn, là nó không cái tình cái quá chất của hạt nhân hòa độc với không khí rồi là mất oxy. À, thở không được ha. À. Vì người tu chết không chứ? Cái người tu hành thì có Phật cứu không chết. Yeah. Mà tu thật tâm mới được thánh thơi, mới được Phật cứu, mới được thánh thơi ngang, mới không chết ngang. Còn tu mà nửa chừng và đạo lâu thôi là cũng không có thoát qua cái cảnh đó. Bởi tu là phải tu cho xiết, chứ tu đừng có lưng chừng lửa nửa Phật nửa ma thì tới chết cũng không có ra gì cả, tới đó Phật cũng không cứu được, thấy không? Ra cái chỗ này ông có nói là
đã đến lúc thiên tai sấm sét, bão cuồng phong sẽ quét bốn phương. Bốn phương là đông tây nam bắc thế giới, chứ không phải đông tây nam bắc của nước Việt Nam mình nha. Nó nước Việt Nam mình nó hẹp lắm, mà cái này chiến tranh này á, cái chiến thứ ba này là chỉ cho đông tây nam bắc của thế giới, bốn biển năm châu, chứ không phải nói riêng nước Việt Nam mình đâu. Sắp đến lúc thiên tai sấm sét bão cuồng phong đã quét bốn phương. Bốn phương là đông tây nam bắc, nạn tai lôi kéo cùng đường, hải hà đất động mà bi thương nẻo trần. À, bây giờ mới tới nè, mùi hạt nhân điên đầu chất độc, hít không khí là học máu ra, lũng phổi chết lẹ đó mà, khó ai tồn tại mà lướt qua cảnh này. Tử, 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 ba chữ tử, khói đầy vũ trụ. Nhớ nó bắn tên lửa rồi mà nó súng nhau nó bắn cái rồi là mấy ngàn trái rồi. Nội cái thế giới là 18.000 trái đó. 18.000 trái bom nguyên tử đó. Rồi thằng này là bắn tao thì tao bắn lợi. Tôi bắn vào chú trái, chú bắn 5-7 trái, 10 trái gì đâu, chú đâu bắn trái lợi, ít lắm. Thành ra bây giờ nó đụng nhiều nước như vậy đó, là cả bay khắp nơi ru khủ trần gian. Khói bay khắp nơi vô rủ, đó là cái không còn cái chất oxy nữa, là cái là không khí hết, cái toàn là nhiễm chất độc không. Hít không khí vô là lũng phổi ra, học máu ra, lũng phổi chết lẹ đó mà, khó ai tồn tại mà lướt qua cảnh này. Tử, 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 khói đầy vũ trụ, bay khắp nơi, khói đầy vũ trụ chỗ nào cũng có mà. Bay khắp nơi ru ngủ trần gian, thay nằm chặt đất ngổn ngang, nhà thưa đường vắng thế tàn lạnh tanh. Thầy biết trước, kêu chúng sanh ráng nhớ, giờ còn kịp, ráng chịu tu trì. Phát tâm, niệm chữ từ bi, cải tâm, sửa tánh, quy y đạo trời, thì sẽ được các ngài cứu độ. Nó còn không tu thì tới thời kỳ này là thèm cứu độ. Mà theo tôi biết như giảng xưa cũng có cho biết đó, là cái người ăn chay 3 năm chốc lên rồi là bơm nguyên tử không có hại được. Vì vì ăn chay là thuốc thiên linh, phóng xạ nguyên tử, thân hình lánh xa. Mình ăn chay 3 năm rồi chốc lên rồi thì nguyên tử không có hít vô không có sao. Phóng xạ nguyên tử không có vô mình được. Phóng xạ nguyên tử thân hình lánh xa. Đây là sàng sải kỳ ba. Hãy mau bỏ biệt tâm tà bớ dân. Ai mà thắng được tham sân, bỏ biệt kịch cá thì gần Phật tiên. Từ nay, bây giờ xin nhắc lại câu này. Từ nay khắp cả ta bà, ngạn tai máu lửa mà kỳ ba dập dồn. Đầy đường thay chẳng người chôn, xương chất thành núi máu tồn biển đông. Đó là lực của Quá Công. Quá Công là lực của ai? Lực của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Sàng sải trả quả lại cho chúng sanh hưởng. Từ đây sàng sải kỳ ba, hãy nên bỏ biệt tâm tà bớ dân. Ai mà thắng được tham sân, tu mà thắng được cái tham, cái tánh theo mình đó là cái tánh sân, sân si là nóng nảy đó, nhịn nhục được, thì bỏ biệt thịt cá mới gần Phật tiên. Từ nay khổ hòa não tiền miên, cũng vì thịt cá hai miền tương tranh. Tu thường của nọ hôi tanh, ngoài kia máu lửa tranh giành làm chi. Chi bằng niệm Phật từ bi, trường trai giữ giới Phật thì cứu cho. Người người sống cảnh nắm no, sống đời thượng cổ mà khỏi lo khỏi buồn. Ai ôi cố gắng vừa thương, để rồi sống cảnh thiên đường tại thai. Thành ra chia sẻ với quý vị phút đó. Thành ra sau này là tức là cái không khí nó chết cái oxy chất độc không, rồi là chết nào bằng cái chết khôn hòa ôn hoàng, nhưng thua cái chết khô khan với trời. Cô ăn cái trời không phải là không có không khí, nhưng có gió, nhưng mà nó chất độc là nó chết oxy hồi như là mình hít vô là chất độc không à. Yeah. Ra mới chết. Hít vô là lũng học máu ra. Hít không khí là học máu ra, lũng phổi chết lẹ đó mà. Yeah. Không có bước được 2-3 bước nữa. Lũng phổi là ấp nhà luôn, ấp mặt luôn. À đó, không có tới đi tới đâu 3 bước nữa. Những người niệm Phật thường niệm Phật nó có bị không chính? Cái người tu bất cứ tu pháp môn nào mà nếu tu ngon lành thì có Phật độ. Yeah. Có thần độ, có thánh độ, có Bồ Tát độ đó. Mà cái người làm phước làm lành nó phước đức nhiều á, mà thầy nói nè,
những người có của giàu sang, mau mau làm phước làm gian mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, giới lệnh Phật bà cứu vớt dùm cho. Thấy không? Đến lâm cảnh khổ có ta, ta là ai? Giảng này của Đức Thầy viết thì Thầy, Đức Thầy là có Đức Thầy và giới lệnh Phật bà cứu vớt dùm cho. Thiệu nói cho vua Ngô Văn chứ cái người tu rồi là Phật tiên thần thánh ông nào cũng cứu được hết trơn. Thấy không? Có duyên với Phật với thần với Bồ Tát thì người nào cũng cứu được hết. Phật tiên thánh Bồ Tát gì cũng cứu được hết. Thành ra cái người làm phước có phước đức nhiều thì là chắc ăn đi, rồi ráng tu hành làm hiền lớn dữ. Mà thời kỳ này theo tôi nói chia sẻ với bà con á, mình chiên lo mà ngăn không thì giàu có để làm chi? Thì mình chết rồi của mình là cũng là của giả tạm, nhắm mắt rồi chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rè hụ nó, chỉ có tội phước hỡi còn. Đến nên thẩm phán mà cửa son diêm đài, phước nhiều mới tiên cảnh lên dài. Ráng làm xã hội, làm phước làm lành đi, giúp đỡ người nghèo khó bệnh là hoạn ốm đau đi, thì làm cho được ra vậy phước nhiều vậy mới tiên cảnh lên dài. Còn mà nếu không có tu phước, không có làm lành, không có niệm Phật á, mà làm cái gì đeo danh lợi á, làm ăn không á, mà làm ăn không ngay thẳng đúng đắn á, thì mới cái tạo lỗi. Thì thầy mới nói tội nhiều xa đã càng ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, chứ lúc này đương làm ăn sống gì cũng chưa biết mình có tội hay không nữa ha, chưa biết mình có tội nữa. Rồi tới chừng rớt xuống không có tu mà rớt dưới á, tội nhiều phước ít khó tha cho trời. Ngay cái tội nhiều có phước ít thì trời cắn qua thì còn thiếu nợ thì không có tha được. Thấy không? Tội nhiều phước ít khó tha cho trời. Thành ra có cái khúc nói là giàu sang cho lắm ruộng đầy đồng, nhắm mắt hai tay cũng nắm không, của cải vợ con đâu tới đặng. Xác nằm mã đá người người trọng, hồn xuống âm ti quỷ xứ cộng. Thấy không? Sở dĩ mình làm ăn có giàu có đi, mình biết tu hành làm phước rồi giúp đỡ những xã hội, thì cái mình lúc mình chết đó thì mình không có tội. Có tội gì nữa, tội ít mà phước nhiều thì cũng được, trừ cánh qua cũng còn dư, thì mình mới được chư thần chư thánh chư Phật chư Bồ Tát cứu. Còn tội nhiều mà phước thì ít, tội mười mà làm có năm phước à, thì trừ cánh qua còn âm năm nữa thì còn dư cái tội năm nữa thì khó tha. Thấy không? Thành ra người tu hành thì cũng ba rắn. Bây giờ thời kỳ này phải tu phước huệ, phước huệ xong tu mới đồng đăng biển ngạn. Tu phước làm xã hội, rồi tu huệ là niệm Phật, rửa tâm, tu tánh, tu tình, tu cho rõ biết thân mình ra sao. Mình tu mà diện mình làm cái gì phải, mình cũng biết phải, quấy mình cũng biết gì quấy để mình chỉnh sửa. Cái tu mà không biết phải cũng quấy, cái chuyện gì mình cũng làm hết thì nhiều khi làm cái chuyện nhiều quá, cái phước ít thì nữa không có, thầy không cứu được. Thành ra bây giờ chia sẻ cho quý vị qua câu giảng xưa để Mỹ nghe, mà để cái câu đọc có mấy câu này là mấy quý vị thấy là phải giác ngộ tu hành cho sớm, chứ để sau này đó nhiều nạn tai nó ghê lắm, nó xảy ra khắp chốn cùng nơi. Nạn sự thám thê không thể kể hết rồi, không có thể kể hết lời rồi. Khắp cả chừng đó đó, tới cái việc tới rồi đó, khắp cả đời người cùng thấy. Tới chừng mình thấy rồi thì ăn năn không có kịp. Thấy bão thì bão nó tới mình rồi, mình lúc đó mình niệm Phật cũng không được nữa. Mình làm phước gì cũng không được nữa. Ai cũng lo cũng chạy là nhà cửa sập hết trơn, ai cũng chạy chết xong rồi niệm Phật mà còn không nhớ nữa, đừng làm cái gì khác hơn nữa. Thành ra tới chừng đó đó ăn năn chẳng kịp đó. Rồi chiến tranh lại tới mình nổ bùng bùng ha, nổ bùng bùng đó, như bên Ukraine đó, nổ cái bùng cái cách mình 3-4 cái nhà, nổ cho bom nó tên lửa đó, sập nhà hết trơn, chết nguyên nhà. Còn mình cách đây 5-3 cái, mình thấy vậy rồi kêu bồng trống vợ con cháu gì chạy ra, tiền để trong tủ, vàng để trong tủ, không dám mở tủ ra lấy nữa. Lúc này lấy chậm chút xíu là nổ cái chết hết trơn nha. Bồng trống dắt vợ dắt con dắt cháu chạy ra khỏi đó.
tiền mình bằng, nhưng mà để tới lúc đó rồi là không có mở tủ lấy được, cái nàng khổ vậy đó, không dám lấy, lấy sợ chết đó. Mà ông Thánh ông nói nhân tham tài thì tắc tử, điểu tham thực tắc vong, con người ham tiền thì chết, còn chim á ham thực ham ăn thì bị bẫy bị gai bẫy chết. Con người mình cũng bẫy vì tiền, bẫy vì sắc đẹp, bẫy vì danh lợi, bẫy vì quyền thế, nó cái bẫy nó gài mình không đó. Mà mình được cái á, ham sắc mà được cái sắc rồi, ồ ngon quá. Ở đây không có, sớm mình không có ai mà ngon mà mình có vợ rồi mà mình được nhỏ này đẹp quá, háo hức ha. Như vậy là ta đây là ngon hơn người sớm này, không có ai mà được như mình đó. Nhưng mà cầm cho cái bẫy rồi mình không hay, rồi chừng mình khổ á, mình mới biết đó. Ham tiền tài quá rồi làm những chuyện phi pháp đó. Rồi ham quyền thế quá. Mà Đức Thầy có nói nè, Thầy có nói là cái đó là tham thường tài thường dướng nặng đe eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Còn cái này thì ông nói là đừng ham làm chức nát đi, ngày sau như khóa không chìa dân ngôi. Bây giờ là làm chức nát đi rồi đó, ngày sau nó dồn vô khám nó khóa lại cái nó cầm cái chìa luôn là mình không có mở được, khóa không chìa dân ngôi. Thành ra phải ráng làm ăn nhưng mà phải ráng tu hành, phải ráng làm lành để giữ. Cơ hội này là cơ hội của Phật trời ân xá cho mình tu dễ thành lắm. Ổng ân xá cho mình chứ ngày tiêu diệt hồi năm 36 lần. Thành ra Đức Minh Vương xin tâu lại với Ngọc Hoàng, tâu lại với Đức Phật A Di Đà, Phật Tổ, rồi mới xin mình lại đó. Với Đức Phật A Di Đà với Phật Thích Ca mới qua xin Ngọc Hoàng, rồi mới ăn mấy là sau có sổ lợi, chứ không thôi mà vũ sổ mình năm 36 rồi. Thành ra cho lợi một thời gian để cho chúng sanh tu hành, cho Phật dạy xuống như chúng sanh tu hành, mà tới kỳ gia hạn lợi, nhưng mà gia hạn bao lâu thì mình không có biết nha, sắp tới ra chưa mình cũng chưa có biết nha, không biết thời kỳ nào, không hứa ông gia hạn bao lâu. Nhưng mà bây giờ đó thì cũng 7-8 mấy năm rồi đó, không biết gia hạn còn hay không nữa. Thành ra bà con tôi cũng không biết vấn đề này nữa, thành ra không biết gia hạn còn nhiều ít. Thì bây giờ bà con á, cái thời kỳ này rấp rút rồi, quý vị thấy á, cả thế giới này chiến tranh dịch bệnh sóng thần rồi bão lụt rồi sập nhà sập cửa chết dữ lắm. Thành ra muốn thoát khỏi nạn á, thì phải tu hành, chứ không tu hành á, để mà Đức Thầy nói để nước đến chôn mới nhảy đùng ắt nhùng, nhảy đùng ắt lọt ngoài sâu, chẳng gặp chuồng ghe chủng mới rầu, làm la sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhau cầu. Nó tới chừng đó rồi cái giặc giả tai nạn chiến tranh rồi cái mình niệm quên nó trơn. Bây giờ niệm rành cho nữa, niệm rành quên tới quên lui trơn rồi, niệm không sáu chữ mà niệm có 2-3 chữ rồi dấp hết trơn, thành ra niệm không có rành. Thành ra bây giờ cũng khuyên mấy quý vị nói, bây giờ ổng nói nè, chẳng xưa nói nè, người nào lên được cung trăng, lên tới được cung trăng đi, hãnh diện hạnh phúc lắm phải không, cũng không thỏa mãn bằng đời thượng quân, qua đời thượng quân mới thỏa mãn. Bây giờ ông nào có tiền nè, bây giờ các đại gia bên nước ngoài đó có tiền, ta sắm được cái phi thuyền lên cung trăng đâu phải ít tiền, mà lên chảnh, người ta là phi thuyền gia, người ta là cái quà nhà khoa học, ta lên ta thám hiểm ở chảnh, coi cái đất cát chảnh, coi cái phong thủy ở chảnh, dưới này có động đất sóng thần gì, ta đem cái dân ta lên chảnh đặng mà ta dơ di dinh chảnh ta ở. Nhưng còn mình không có khoa học chân, mình lên chảnh chơi cho biết là cho cái thế giới này, ta là người giàu nhất thế giới, ta là lên được cung trăng, chứ bao nhiêu người giàu trên thế giới này không có được cung trăng như ta, hãnh gì với đời. Nhưng mà lên chảnh rồi thì giờ mình thấy có cái gì vui sướng đâu, mình giờ mình thấy cái gì cũng không biết cái này hết trơn, chán quay trở về thì tốn hết bao nhiêu tiền rồi, để bao nhiêu tiền đó ở đây bố thí ra đi rồi tu hành đi. Đúng rồi, thấy không đó, bao tu hành đi là bực bao nhiêu công đức, rồi làm lành đến nhữ thì người đó chắc sống qua đời thượng quân, là không cũng không thỏa mãn bằng đời thượng quân. Tại sao đời thượng quân mà quý báu như vậy,
là ông kể nè: tu hành tinh tấn keo sơn, thượng nguyên hòa hiệp, thượng nguyên thanh nhàn, châu báu ngà ngọc bạc vàng. Đó, qua đời đó hưởng châu báu ngà ngọc bạc vàng. Ông tu thì vẫn có tiền. Để chút sau tôi kể. Ông tụng kinh thôi là cũng Phật, ông vua ông phát vàng phát tiền trong xài. Tụng nhiều thì ông phát nhiều, tụng ít phát ít. Cái là nói thiệt chứ không nói láo à. Nhưng mà bà con lên mạng là tôi chưa nghe ai nói cái vụ này. Nhưng mà cái cuốn này á, trong cái bộ thư của Đức Bổn Sư, tôi coi rồi tôi nói ra cho bà con thấy để biết, để ham để tu. Bây giờ nói chi này đi, chút xíu mình ha chia sẻ qua chuyện kia. Thượng nguyên hòa hiệp, thượng nguyên thanh nhàn, châu báu ngà ngọc bạc vàng, sống lâu muôn tuổi, sang giàu giàu sang đời đời. Sống là trên 10.000 tuổi, một muôn là 10.000, mà sống trên 10.000 tuổi, giàu sang đời đời. Phật thương nên nó mới khuyên đời, Phật thương nên mới khuyên mời, chúng sanh tưởng Phật tưởng trời ráng tu, mau mau bỏ tánh màu lu, có người mở cửa sao tù không ra. Nói rồi chưa? Muôn tuổi giàu sang đời đời, Phật thương nên mới khuyên mời, chúng sanh tưởng Phật thương trời hãy tu, mau mau bỏ tánh mờ lu, có người mở cửa sao tù không ra. Đó, có Phật xuống đây khuyên là tu để mình về thượng nguyên sống cái đời an lạc, có bạc vàng châu báu á, nước Việt Nam mình sau đời thượng nguyên là có núi bằng vàng, ông vua Minh Vương phát cho mình xài, đừng có sợ châu báu bạc vàng, không có nước nào bằng nước mình hết trơn á. Đó, chúng sanh tưởng Phật thương trời ráng tu, mau mau bỏ tánh mờ lu, có người mở cửa sao tù không ra. Phật trời như mẹ với cha, thương con tầm kiếm tầm ra cho đời, tam giáo hiệp hội trò đăng, thông đồng ba cõi mà tam hoàng xử phân, hiền lành xã hội ban ân, không kể trời Phật mình sát sanh không còn. Không, cái người mà không kể trời Phật đó, không kể cha mẹ là sát sanh không còn. Hiếu trung trọn đạo tô con, được gần bể ngọc lầu son đời đời. Đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh quả. Lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chứ Phật truyền đạo cả chẳng sai. Tại mình tu không đúng rồi ha, tu mà còn chưa cái thật hiền lành thôi, chứ không phải là Phật truyền kinh giảng dạy mà sai đâu. Đời nguyên hạ một lần giải thoát, cảnh thượng nguyên an lạc nhà nhà, sấm vang điện ngọc lộ ra, sấm nổ rồi điện ngọc lộ ra, hào quang Đức Phật Di Đà sáng trưng, trên nhạc trỗi chín tầng mây bạc, dưới điện đền đài cát nguy nga, Phật tiên thần thánh hằng hà, định phân chư quốc phục hòa từ đây. Đến chừng đó sum dày tô chúa, phúc khải hoàng thầy tớ sướng ca, Nam mô hai chữ Di Đà, đâu đâu cũng niệm nhà nhà bình an. Đó, rồi mà màn bí mật non đài phi dán, nó dán cái này lên mình mới thấy lầu đền điện ngọc bạc vàng. Màn bí mật non đài phi dán, kẻ lành duyên hãy đến mà xem, ngọc muôn màu kết tụ làm rèm, lầu dạng nóc người xem mỗi mắt. Đó, đời thương qua bay sao qua hưởng vậy đâu gì. Hương vô tận bay thơm nồng nặc, gót thần tiên nện khắp trần gian, nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hằng hà Đức Phật, cảnh báo quý ngay trên mặt đất, đâu xa xôi nhân vật không khó ngờ, nay ráng tu sao có hưởng nhờ, ráng nghe rõ lời cơ mất trước, có trồng thì có ăn được, làm ân được phước chớ nghi, ráng nghe lời của Đức Từ Bi, sẽ tại nguyện chớ đừng nghi lầm lạc. Ma gia hãy ráng nhớ đây, tại nhà tưởng Phật nhớ thầy chim lên, trần ni sấm nổ gian rền, được còn nhớ tuổi nhớ tên mới màu. Chứ nhường nữa sấm nổ rồi tối trời đó đất 7 ngày 7 đêm là mình còn đê mê bất tỉnh đó, mà cái người tu đó mới còn nhớ tuổi nhớ tên mới biết.
chứ còn không tu là quên trơn, không có nhớ. Buộc giặt áo chưa chắc vợ chồng ngủ mê thức dậy đứt đùm không hay. Vợ chồng mà buộc giặt áo nhau đi rồi chừng mà sấm nổ cái rồi đêm mới bất tỉnh, rồi thức dậy là cũng 7 ngày thức dậy là cũng không biết là nhìn vợ, vợ không nhìn được chồng, cũng không biết chồng, mà chồng cũng không nhìn được vợ. Cái người tu mới, cái người tu mới là biết tuổi biết tên đó. Còn nhớ tuổi nhớ tên mới màu, ráng tu thấy việc quyền sâu. Cái này là quyền bí lắm nè, cái này là chưa có, tôi cũng mới có soạn được, thấy được chỗ này nên nói cho bà con nghe để bà con mê mà về tu hành nữa sao mới thấy cảnh này nè. Ráng tu thấy việc quyền sâu, tướng binh mặc bộ sòng nâu nhịp nhàng, thẳng đường tới Phụng Hoàng Sang là núi Tô. Cái này là tướng binh của trời đó, như các quan đàn cụ đồ đi đó. Tướng binh mặc bộ sòng nâu nhịp nhàng, thẳng đường đi tới Phụng Hoàng Sang. Long trèo là rồng trầu, hổ bái là hổ lại. Đại mấy ông này đi ngang này người tu không đó. Long trèo tức là rồng trầu, long là rồng, hổ bái, hổ là cọp, cọp lại, thấy không? Mấy cái người đó là người tu hành là như vậy á. Long triều hổ bái sắp hàng quay nghi, thấy chưa? Hầm quan sơn đảnh ứng đềm, hương bay ngào ngạt mà cổ kim chưa từng. Hồi nào gì trước thấy cảnh này mà quý báu vậy mà. Nghĩa là hương bay nồng nặc thơm phức mà long long chầu là rồng chầu đó, hổ bái là hổ lại đó. Hầm quan sơn đảnh ứng đềm, hương bay ngào ngạt cổ kim chưa từng, déo giòn trên ở nửa lần, ca sang đần địch chúc mừng Khánh Dương. Hội này thấy rõ kỳ hương, đến ngày dự hội long hoa, có Phật bà giáng thế cứu con lành thoát khổ, được yên tĩnh non đài, dẫu còn những cốt hài, những cái người còn cốt hài đó là cũng quần nguyên thân xác lại đó. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ quý báu. Hồi nào giờ bây giờ cũng chia sẻ với bà con cái đó, chứ mình nói tu mà không có chia sẻ tu cách sao mới được. Ha, nhiều khi bà con mắc chỉ đọc quán qua không rồi không biết cái người mới tu đó, người ta tu lâu rồi, mấy chục năm rồi, người ta hiểu biết cái đường tu, cách tu rồi. Cái người mới vô tu hay là chưa tu, người ta muốn tu thì người ta đã hiểu biết cái cách thức tu đó. Mà giảng sư có nói tu được hay không tại chỗ hành, phàm tâm lóng sạch mới là thanh, nhà tiên tại tánh đâu xa dặm, cửa Phật nơi lòng chẳng khúc quanh, bát nhã đưa người đâu đợi khắc, thiền từ rước chúng chẳng chờ canh, tu hành chẳng sao hai trước, lóng sạch nguồn chân quả vị thành. Câu này là cũng là hay lắm đó, nhưng mà mình giải theo sự hiểu biết của mình thôi, chứ tu được hay không tại chỗ hành. Hành là gì? Hành là làm. Ông biết mình tu thì mình phải làm. Là làm là gì? Tám điều răn cấm phải sửa. Sửa sao tám điều cấm? Sửa đâu có giới luật. Đó là làm theo với hành theo giới luật đó. Rồi là tại chỗ mình làm có được không? Mình có là mình tu là phải làm hiền lành. Mình có làm hiền lành chưa? Mình có làm phước, có làm phước chưa? Từ tu là phải niệm Phật. Mình có niệm Phật chưa? Đó. Rồi mình bỏ nó dốc, nó lao, nó xìm, nó bớt thiêu thù cái hoạt, mình bỏ chưa? Rồi đi ra mà chợ buôn bán có cân già cân non ra chưa? Đó, có làm ăn cái làm cái gì mà cho thiên hạ họ buồn không? Có làm gì mít lòng ta không? Lấn gần gánh đất không? Phải sửa sửa gì đó. Tu được hay không tại chỗ hành là làm lành đó. Làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh hết tất cả các việc độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch, đó là tu đó. Tu là sửa vậy đó. Tu là sửa không nói dốc, không nói láo, không thêm bớt, không thiêu thừa quyến quạt đó. Rồi phàm tâm lóng sạch mới là thanh. Cái tâm phàm mình lóng cái những chuyện sai trật, cái chuyện hung dữ bỏ đi, không làm những chuyện hung dữ độc ác đó, mới là thanh. Rồi nhà tiên tại tánh đâu xa dặm, mình muốn tu thành tiên thì tại cái tánh của mình, không có xa dặm, không có đi tới chùa, tới am, tới núi, tới cốc gì hết đó. Là nhà tiên tại cái tánh mình
phải nguội lạnh mát mẻ, ôn hòa, phải nhịn nhục. Chúng tu là phải cái tánh mình phải nguội lạnh mát mẻ, ăn nói hài hòa, nhẫn nhục, biết sửa đổi tâm tánh mình làm lành lên dữ. Nhà tánh tiên tại tánh, biết làm phước nữa. Nhà tiên tại tánh đâu xa dặm, đâu cần đi xa mấy dặm đường mà mới đi chỗ núi non am cốc. Mình ngồi tới đây nè, mình sửa cái tánh của mình nè. Đó. Rồi cửa Phật, nơi lòng chẳng khúc quanh. Cửa Phật tức là tâm Phật của mình đó. Nơi lòng, lòng tức là tại tâm mình đó. Chẳng khúc quanh, chẳng cần đi đâu xa. Ngồi ở đây luyện cái tâm của mình, tu cái tâm của mình, sửa cái tánh của mình, sửa cái tâm của mình cho ngay thẳng, đúng đắn, chân thật, hiếu thảo cha mẹ ông bà, biết đền đáp bốn ân đó. Rồi là ăn ngay ở thẳng, ở thẳng, ăn nói thật thà chân chánh đó, là rèn cái tâm mình như vậy đó, cho tâm sáng suốt như đài bụi kiến, tánh trong như nước quýt mùa trưng đó, như vậy mới đạt thành được đó. Chứ tu mà tu tâm, tu tánh, tu tình, tu cho rõ biết thân mình ra sao, mình tu mình làm những gì sai là mình biết mình sai, những gì đúng mình biết đúng, mình biết nó sửa, biết cái đó sai rồi mình sửa lại, mình làm cho tốt lành lại đó, tu là sửa vậy đó. Cửa Phật nơi lòng chẳng khúc quanh, chẳng cần đi xa, đi quanh, đi khúc, đi xe đâu xa hết á. Tại lòng mình tức là tại tâm, sửa cái tâm của mình ngay thẳng đúng đó, chân thật là Phật mà thầy đã nói đó. Làm chân chánh, làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Đó, sửa cái tâm mình cho ngay thẳng đúng đắn chân thật kia là Phật, tâm Phật đó. Là phải vắng lặng thanh tịnh. Đó. Thiền Bát Nhã đưa người chẳng khúc quanh. Cái thiền Bát Nhã đó là chỉ cho cái đạo đó, dạy mình tu là chẳng khúc quanh, đi thẳng à. Đó. Tu hành chẳng sao ở trước. Nó chẳng nói sao ở trước, chẳng nói mau lâu, nghĩa là ông nào mà hành xong được cái đạo là đắc à. Một ngày hành xong cái đạo cũng vẫn đắc như thường, chứ không phải nói lâu. Bởi vì ông nói là biển khổ mênh mông quay đầu lại thấy mé. Đó. Bây giờ là mình bỏ chuyện thế gian này hết, giữ cái tâm lăng vắng lặng thanh tịnh là một ngày kiến tánh, chứ không có đợi là tu mấy chục năm hết. Tại vì mình chưa bỏ được, tâm mình còn vướng nhiều quá, nhiễm nhiều quá, ham nhiều quá, thích nhiều quá. Thành ra tâm mình nó đậm hoài. Bây giờ mình bỏ hết cái chuyện trần thế gian này, không ham gì, không mến gì, không ưa gì, không thích gì, không thèm gì, chỉ để cái tâm vắng lặng thanh tịnh là một ngày thôi, là một ngày mình kiến tánh vậy thôi. Thành ra bây giờ tới đây chia sẻ với quý vị cái câu này nữa đi, câu này cũng hay lắm, chia sẻ một cái nữa rồi mình tạm gác là tại nơi đây. Nó mất tiêu rồi, mới đây mất tiêu rồi. Mày để lúc sau cũng được. Ừ, thôi để lúc sau đi. Thôi bây giờ vậy xin nãy giờ cũng khoảng 45 phút gì rồi ạ, 45 tiếng gì rồi ạ. Thì xin ra kết thúc này ở đây. Nếu trong cái clip này tôi nói chuyện đạo pháp của Đức Phật, Đức Thầy có được bao nhiêu đức, xin hồi hướng công đức về cho tất cả của quyền tất tổ, ông bà, cha mẹ của chúng ta trong cõi âm, trong mười cõi ngục. Cũng nhờ ơn trên Đức Phật từ bi cứu độ hết tất cả những dương linh được thoát chốn mê đồ, giáng sanh về miền cực lạc. Và cũng thân ái kính chào đồng đạo trong nước, ngoài nước cũng nghe được clip này. Thành ra quý vị hãy ráng tinh tấn tu hành sau này để gặp Phật, gặp Thầy tại Đại hội Long Hoa. Dạ, xin lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.